vị trí giường ngủ giúp tiền vào như nước. Phong thủy không chỉ giúp bạn ngủ ngon, cải thiện các mối quan hệ mà còn liên kết trực tiếp đến các vấn đề tài lộc của bạn. Chọn giường ngủ để hỗ trợ giấc ngủ và các mối quan hệ. Giường ngủ nên hỗ trợ cho người nằm trên nó cảm thấy an toàn và thoải mái. Những chiếc giường làm bằng kim loại hoặc trang trí một cách thái quá không hề tốt cho giấc ngủ. Kiểu giường ngủ kết hợp với giá sách, tủ đầu giường và giường kim loại có thể gây ra đau đầu hoặc các vấn đề khác cho phần đầu của bạn khi ngủ. Tốt nhất là giường ngủ không nên có các phần đầu giường hoặc các chi tiết trang trí bằng kim loại quá gần với đầu người. Giường ngủ cũng nên được đặt ở vị trí trung tâm cửa một bức tường và không nên đối diện với các góc cạnh, giữa phòng hoặc phía dưới cửa sổ. Giường ngủ có giúp bạn giàu có? Câu trả lời là có. Nếu bạn nằm ngủ quay đầu về hướng tài lộc dựa theo con số bát quái cá nhân. Tuy nhiên, tốt nhất là bạn nên quên đi hướng phong thủy tốt nhất của mình cho đến khi bạn tìm được vị trí kê giường chuẩn xác nhất. Nguyên tắc chuẩn luôn luôn là kê giường đúng phong thủy trước tiên, sau đó mới tính đến các hướng phong thủy cá nhân. Nếu phòng ngủ của bạn có thể kê giường ngủ dựa vào hai bức tường đối diện với cửa, hoặc ngược lại, hoặc chéo với cửa, và nó ở đúng hướng phong thủy tài lộc của bạn, thì nó sẽ giúp bạn cải thiện tình hình tài chính, mời gọi nhiều cơ hội kinh doanh và làm việc đến với bạn hơn. Một cách khác để bạn có được giấc ngủ thật ngon là đặt một chiếc chén hoặc là bát tài lộc dưới giường. Nếu bạn có một bình hoa phong thủy, tiền cổ hoặc một hộp trang sức hay kim loại quý, đá quý cũng có thể đặt dưới giường ngủ. Chúng sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc kiểm soát tài sản cũng như tạo ra nhiều của cải hơn cho bạn. Chú ý những điều cấm kỵ trong phòng ngủ. Phong thủy phòng ngủ có nhiều điều cần lưu ý khác bên cạnh chuyện đặt giường đúng cách, và thiết kế cũng được coi là một điều cốt lõi. Đơn giản mà nói, thiết kế hấp dẫn và không màu mè là tốt nhất, giữ được sự yên tĩnh cho bạn nơi bạn ngủ. Sử dụng hoa tươi hoặc cây cảnh trong thiết kế phòng ngủ sẽ làm giảm ham muốn tình dục đối với những người mới lập gia đình hoặc đã lập gia đình. Vì thế không nên đặt hoa tươi hay cây cảnh trong phòng ngủ. Một điều quan trọng khác là trong lúc nằm ngủ trên giường, của bạn không nên nhìn thấy hoặc nghe những tiếng nước chảy. Đó có thể xuất phát từ chậu rửa mặt hoặc bồn cầu. Những chiếc gương cũng nên được đặt xa giường ngủ để bạn không nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trên giường. Bởi vì bản chất của gương là chuyển động, đánh mất đi sự yên tĩnh cho không gian nghỉ ngơi của bạn. Nên hay không nên đặt TV trong phòng ngủ? Rất nhiều bài viết và các chuyên gia phong thủy cho rằng không nên đặt TV trong phòng ngủ. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng với các loại TV có cấu tạo màn hình gương. Khi tắt TV thì màn hình trông giống như một chiếc gương và chúng phản chiếu hình ảnh của giường ngủ, gây nhiều lo ngại cho con người. Ngày nay, hầu hết các gia đình đều sử dụng TV màn hình phẳng, màn hình plasma. Khi tắt sẽ chuyển sang màu đen và không phản chiếu được hình ảnh. Vì thế bạn có thể yên tâm đặt TV trong phòng ngủ nếu muốn. Sử dụng một số phép màu. Nếu bạn có rắc rối về giấc ngủ, thử đặt một con rùa hoặc tượng con rùa dưới giường để nhận được sự hỗ trợ. Nếu bạn bị đau lưng vào ban đêm, hãy bỏ một vài cây phấn viết vào một chiếc bát cơm và đặt dưới giường để giảm bớt sự khó chịu. Nếu bạn là người yêu thích du lịch và muốn được đi nhiều nơi hơn, hãy đặt một chiếc vỏ ốc xà cừ dưới giường.
xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin hãy nhấn nút like và subscribe để ủng hộ. Xin cảm ơn các bạn.